Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một form dày búp bê cho bé như thế này. Ở bên dưới thì mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Và trong clip này mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo cái phần dây quai để cho hai chiếc trái và phải nó khác nhau ha. Thì đối với mẫu dây búp bê này, các bạn có thể trang trí cho sản phẩm của mình với nhiều họa tiết khác nhau ở trên thân dây nè. Ở đây mình có show cho các bạn xem một vài mẫu mình có trang trí nhiều họa tiết khác nhau cho thân dây ha. Và mình sẽ hướng dẫn size 12,5cm là size lớn cho mặt đế dày len nha. Để làm được mẫu dày này, dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông. Ở đây mình dùng miêu cô tông cuộn 125g. Đây là loại len của mình dùng ha. Sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2mm nè. Kim móc mình dùng kim móc 2 đầu, ở đây mình dùng đầu số 4 nha. Thì một số bạn nếu không có mẫu kim này cũng có thể sử dụng cho mình những loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len nè, cho cái sản phẩm của mình được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và một lớp đế xốp chống trơn, ở đây mình đã cắt sẵn. Thì đối với mẫu mặt đế này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái mẫu mặt đế này ở clip sau ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lên thân dày. Thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len dài 12,5cm như thế này. Ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này rồi, thì các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. 12,5cm tương đương với 17 mũi xích đầu tiên nè. Và cái hàng ngoài cùng của mình là mũi kép đơn. Đây, ở cái cụm cuối cùng này mình sẽ móc 4 mũi móc đơn thay vì 3 mũi móc đơn cho với cái size nhỏ ha. Và các cái phần trên này mình cũng có 4 cụm liên tiếp với nhau nè, cho cái phần gót giày nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành lên thân giày. Thì sau khi đã móc được mặt đế giày len, ở cái mẫu này mình có dán đế xốp cho nên mình sẽ đưa cái mặt trái xuống phía dưới nè. Các cái mũi móc đầu tiên các bạn sẽ để ý cho mình, ở mỗi mũi móc ta sẽ có hai cái đường móc như thế này nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân ở bên trên như thế này ha. Tất cả các cái chân móc đều móc cho mình vào chân ở bên trên nè. Thì chân đầu tiên là cái chân mình móc mũi dời kết thúc, các bạn cũng móc cho mình vào chân ở bên trên, móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng vậy ha, một mũi kép đơn cho cái chân móc ở bên trên nè. Chân kế tiếp cũng tương tự, móc một mũi kép đơn vào chân ở bên trên. Và từ đây sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Thì các bạn sẽ để ý cho mình ở cái hàng móc ngoài cùng của mặt đế. Ở đây mình dùng mũi kép đơn cho nên cái hàng móc đầu tiên mình móc lên thân dày sẽ là mũi kép đơn. Còn đối với những size nhỏ, các bạn móc cái hàng ngoài cùng là mũi nửa kép hoặc là mũi móc đơn. Thì cái hàng đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình tương đương giống như cái hàng móc cuối cùng của phần mặt đế nha. Tương tự cho các chân móc còn lại nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và đều móc vào chân ở bên trên nha. Tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng các cái mũi kép đơn như thế này, thì để kết thúc cái vòng móc này, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên của vòng móc này nè. Đây là chân móc đầu tiên ha, móc cho mình một mũi dời, sau đó gây nên hai xích. Lúc này cái phần thân dày của mình nó sẽ có cái độ cao lên nè. Đây nó sẽ tạo cho mình một cái phần trống để mình có thể luồn vào chân ha. Thì để tiếp tục cho hàng móc tiếp theo, các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi kép đơn luôn nha. Ta sẽ móc vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời á, móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng vậy, một mũi kép đơn. Và lưu ý cho mình ở đây các bạn sẽ móc cho mình luôn vào chân móc nha. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Và sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc nè. Móc tương tự cho mình cho đến cái đỉnh dày. Ở cái hàng móc ngoài cùng của phần mặt đế nè, ta sẽ gặp hai cái mũi móc kép đơn có cùng một chân móc. Đây là hai mũi kép đơn có cùng một chân móc ha.
Thì cái chân thứ nhất này nè, cái chân thẳng hàng với cái chân thứ nhất là cái chân ở bên này. Đây, hai chân móc, chân thứ nhất và chân thứ hai nè, có cùng một chân móc. Thì cái chân móc thứ nhất này có cái mũi móc thẳng hàng ở bên trên. Các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc sát bên nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đến chân móc sát bên này nè. Đối với một số bạn không xác định được mũi móc á, thì các bạn cũng có thể giống thẳng hàng cho mình với cái mũi móc gần chính xác nhất thôi cũng được nha. Móc cho mình đến chân móc mà mình đánh dấu. Sau khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè. Đây là chân thẳng hàng với cái mũi móc đầu tiên mà ta gặp của hai cái mũi móc có cùng một chân móc ở bên dưới á. Đây, đây là hai mũi móc có cùng một chân móc bên dưới ha. Thì cái chân thẳng hàng này, bắt đầu từ cái chân thẳng hàng này ta sẽ tiến hành gom mũi để cho cái phần đỉnh dày của mình nó có cái độ bo nha. Ta sẽ tiến hành gom mũi cho cái đỉnh này nè. Nhiều bạn không xác định được mũi móc thì cũng có thể canh cho mình tương đương thôi cũng được ha, để ta có thể gom được cái phần đỉnh dày này. Thì khi đã móc được các cái mũi kép đơn, bây giờ mình sẽ tiến hành gom mũi nè. Chân móc mà thẳng hàng với cái mũi móc đầu tiên của cái cụm ở phía dưới á, các bạn sẽ tiến hành gom cái chân móc đó và cái chân móc kế bên lại thành một chân. Thì cách gom sẽ như sau ha. Ta tiến hành lấy len và đâm kim vào cái chân móc thẳng hàng đó nè. Đâm kim vào chân móc. Sau đó kéo len. Trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hai chân trên kim ha. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân kế bên. Kéo len. Lúc này trên kim có 4 mũi thì kéo len cho mình qua hai chân trên kim. Để trên kim của mình có 3 mũi như thế này thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hai mũi ở phía dưới mình sẽ chụm lại được thành một mũi ở bên trên. Khi đã được một mũi chụm rồi thì cái mũi chụm này nó cũng tương tự giống như hai cái mũi mà ta thêm ở phía dưới. Thì bên trên này ta sẽ tiến hành giảm lại nè. Nó cũng tương tự gom mũi lại giống như cái phần mặt đế. Được một mũi chụm rồi thì chân kế bên sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào cái chân móc này ha. Là chân thẳng hàng với cái chân lẻ ở bên dưới nè. Móc vào đây một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn rồi, hai chân liên tiếp sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha. Ta cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc nè. Chân đầu tiên kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len và kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim. Ta có được mũi chụm thứ hai. Thì lúc này mình sẽ có xen kẽ ha, một mũi chụm sau đó là một mũi kép đơn, tiếp tục là một mũi chụm. Thì các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình cho đến khi ta được 7 cụm liên tiếp. Tiếp tục móc cho mình vào chân kế tiếp một mũi kép đơn nè. Móc vào chân này một mũi kép đơn. Sau đó hai chân kế tiếp sẽ tiến hành chụm lại thành một chân để ta có mũi chụm thứ ba ha. Kéo qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm thứ ba. Tiếp tục xen kẽ một mũi kép đơn vào chân kế tiếp. Hai chân bên cạnh chụm lại thành một chân để có mũi chụm thứ tư. Kéo qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm thứ tư. Tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn. Hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm thứ năm ha. Tiếp tục kép đơn kế tiếp. Hai chân liên tiếp chụm lại thành một chân để tạo mũi chụm thứ sáu. Có mũi chụm thứ sáu rồi, chân kế bên một mũi kép đơn. Và tiếp tục hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân để tạo được mũi chụm thứ bảy. Kéo qua ba chân nè. Như vậy là lúc này mình sẽ có 7 mũi chụm xen kẽ với mũi kép đơn và cái phần đỉnh dày của mình nó sẽ có cái độ bo lại. Các chân còn lại thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Chân kế bên của mũi kép đơn nè. Tương tự cho chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Ta móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi móc đến cuối hàng các cái mũi kép đơn thì kết thúc vòng móc này, các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên và móc một mũi dời. Sau đó gây nên hai xích để móc tiếp hàng thứ ba. Thì lúc này cái phần thân dày của mình nó sẽ có cái độ bo lại ở phần đỉnh dày ha. Đây. Hàng móc kế tiếp mình cũng sử dụng mũi kép đơn để móc. Móc cho mình vào các cái chân móc này nè, tương tự giống như hàng móc thứ hai. Thì chân đầu tiên cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự chân kế tiếp cũng vậy, một mũi kép đơn. Từ đây móc tương tự cho các chân móc còn lại nè. Các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến khi ta gặp cái mũi chụm đầu tiên ở cái hàng móc thứ hai. Đây, thì đây sẽ là mũi chụm đầu tiên ta gặp ha. Các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc sát bên của cái mũi chụm này nè. Đây, móc các cái mũi kép đơn cho đến chân móc sát bên này nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Và hàng móc này các bạn cũng móc luôn cho mình vào chân móc nha. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái chân mũi chụm đầu tiên của cái hàng móc thứ hai mà ta gặp nè, thì các bạn cũng tiến hành chụm mũi cho mình, cho cái phần đỉnh dày này nó được bo lại hơn. Thì cái cách chụm của hàng thứ ba như sau. Các bạn sẽ lấy cho mình cái chân móc mà ta chụm ở phía dưới và cái chân móc của mũi kép đơn kế bên á, hai chân này sẽ chụm lại thành một chân nhé. Kéo len qua ba chân trên kim nè. Ta được mũi chụm đầu tiên nha. Mũi chụm thứ hai các bạn cũng tương tự, chụm cho mình cái chân móc của mũi chụm phía dưới và mũi kép đơn kế bên, hai chân này sẽ chụm lại thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm thứ hai. Móc tương tự cho mình cho đến khi mình được 7 mũi chụm liên tiếp nha. Và tất cả các cái mũi chụm của cái hàng móc này các bạn đều chụm cho mình ở cái chân móc của mũi chụm phía dưới cũng như là cái mũi kép đơn kế bên nó. Đây, ta sẽ tiến hành chụm lại hai chân này thành một chân nè. Kéo qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm thứ ba ha. Tương tự cho mình cho đến khi ta được 7 mũi chụm liên tiếp. Mũi chụm thứ tư nè. Tiếp tục hai chân kế tiếp. Mũi chụm thứ năm. Hai chân kế bên. Ta được mũi chụm thứ sáu. Và tương tự hai chân còn lại. Ta có mũi chụm thứ bảy. Lúc này cái hàng móc này nó sẽ giúp cho cái phần đỉnh dày của mình nó có cái độ bo lại hơn nha. Còn các cái chân móc còn lại thì các bạn sẽ làm tương tự, mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì cũng tương tự đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc vòng, sau đó gây nên một xích. Lúc này phần thân dày của mình đã lên cao được ở ba hàng móc và nó có cái độ cao như thế này rồi, thì hàng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm lại thêm một hàng nữa cho cái phần đỉnh dày của mình nó có cái độ nhỏ lại. Thì hàng móc này mình sẽ sử dụng mũi móc đơn để móc. Và cái phần đỉnh dày này mình sẽ sử dụng mũi kép đơn ha, cho cái phần này nó được bo lại hơn. Các cái mũi móc phía sau này mình sẽ sử dụng mũi móc đơn nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên ta vừa móc mũi dời một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng vậy ha, một mũi móc đơn. Và ta sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại. Để giúp cho cái phần đỉnh dày này nó có cái độ bo lại thì ở đây mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc cái phần đỉnh dày này. Và để nối cái phần mũi móc đơn với cái mũi kép đơn á thì các bạn sẽ để ý cho mình nè. Ở đây mình sẽ có hai trường hợp. Đối với những bé mà có cái đầu ngón chân á nhỏ thì các bạn sẽ chừa ra cho mình cái mũi móc như thế này nè. Đây là cái chân mũi chụm đầu tiên mà ta gặp. Đây là chân mũi chụm đầu tiên nè. Thì sẽ chừa cho mình hai chân móc kế bên. Đây là chân thứ nhất ha, ta sẽ chụm lại nè, các bạn sẽ chừa cho mình đến cái chân móc này, tức là ta sẽ chừa ra hai mũi móc tính từ cái mũi móc ta chụm đầu tiên mà ta gặp á đến cái chân móc này nha.
Còn đối với những bé mà size chân ở bên trên nó rộng á, thì các bạn sẽ chừa ra cho mình 3 mũi. Mình sẽ đâm kim đến cái chân móc thứ tư nè. Các bạn sẽ đếm ngược ra từ cái mũi mà ta chụm đầu tiên. Những bé mà có size chân nhỏ thì mình sẽ chừa ra 2 mũi. Còn những bé mà có size chân lớn thì mình sẽ chừa ra 3 mũi ha. Móc đến chân móc thứ tư hoặc là móc đến chân móc thứ ba tùy vào cái size chân của bé. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Thì đối với cái size giày này mình móc cho bé có cái mặt chân ở bên trên rộng á, nên mình sẽ chừa ra 2 mũi móc và mình sẽ móc đến cái chân móc thứ ba thôi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại ha. Thì cái chân móc thứ hai kế đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép để mình nâng cao được cái chiều cao của cái mũi móc. Và tiếp tục cái chân móc kép đơn kế bên và cái chân mũi chụm đầu tiên mà ta gặp, tiến hành chụm lại cho mình thành một chân nha. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm thứ nhất nè. Từ đây các bạn sẽ tiếp tục tạo cho mình thêm 4 mũi chụm nữa để ta có được 5 mũi chụm liên tiếp cho cái phần đỉnh giày ở hàng móc thứ tư này. Kéo len qua ba chân trên kim, ta có mũi chụm thứ hai. Tiếp tục hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân. Kéo qua ba chân trên kim, ta có mũi chụm thứ ba. Hai chân kế bên chụm lại thành một chân. Ta được mũi chụm thứ tư. Và tiếp tục mũi chụm thứ năm. Kéo qua ba chân trên kim. Khi đã có được 5 mũi chụm liên tiếp cho cái phần đỉnh giày ở hàng móc thứ tư này nè, cho những bé có cái bề mặt chân lớn ha. Thì tiếp tục chân kế tiếp các bạn sẽ tiến hành hạ mũi cho mình, cho cái mũi móc của mình nó được thấp lại. Chân kế bên này móc cho mình một mũi nửa kép nè. Và chân kế bên các cái chân móc còn lại, móc mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Thì những bé có bề mặt chân lớn á, ta sẽ có được 5 mũi chụm cho cái phần đỉnh giày này. Còn đối với những bé mà có cái bề mặt chân nhỏ thì các bạn sẽ móc cho mình từ cái mũi móc thứ ba và ta sẽ có được 6 mũi chụm liên tiếp cho cái phần đỉnh giày ở hàng móc thứ tư này nè. Tức là các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép dời lại một mũi so với cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây ha. Ta sẽ chừa ra 3 mũi và ở cái chân móc thứ ba này móc cho mình mũi nửa kép nè. Tiếp tục tạo 6 mũi chụm liên tiếp cho cái hàng móc này. Thì lúc này cái phần đỉnh giày của mình nó sẽ bo ôm hơn so với cái hàng móc mà mình vừa móc. Nó sẽ phù hợp với những chân của bé nhỏ ha. Móc tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này. Móc một mũi dời và móc lên một mũi móc xích. Tiến hành kéo và cắt len. Ở đây nếu không muốn tạo cái phần dây quai cho cái mẫu giày búp bê thì các bạn cũng có thể thay mũi móc đơn thành mũi kép đơn để cho cái thân giày của mình được cao hơn ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần quai. Ta sẽ đưa sợi len vào bên trong của mũi móc. Từ cái mũi móc mũi dời kết thúc của cái phần thân giày nè. Đây là mũi dời kết thúc ha. Các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình 7 mũi móc. Đây, từ chân móc mũi dời đếm ra cho mình 7 mũi móc nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Ta sẽ đâm kim vào chân thứ 7 ha. Những cái size khác thì các bạn sẽ chia mặt đế của mình ra làm 3. Và mình sẽ lấy 1 phần 3 ở cái phần gót giày nha. Kéo sợi len qua chân móc, sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi dời và móc vào đó 1 mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng tương tự, móc một mũi kép đơn. Khi móc thì lưu ý giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc luôn, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho các chân móc còn lại nè. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và sợi len thừa mình chừa ra này các bạn cũng móc cho mình giấu vào trong mũi móc luôn ha.
Chân kế bên một mũi kép đơn. Ta sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại nè. Các bạn cứ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến khi ta gặp đôi cái phần thân dày này lại. Thì cái mũi ta kết thúc nó sẽ nằm thẳng hàng với cái mũi đầu tiên mà mình bắt đầu móc ở bên này nè. Và cái phần dây quai phía sau nó sẽ nằm ở 1/3 so với phần mặt đế giày len nha. Ở hai cái chân móc cuối cùng của gót giày này nè, các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân để nó tạo cái độ bo ôm ở phía này, cho cái phần này nó được ôm vào cái phần gót chân của bé hơn ha. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Ở cái chân móc mà mình kết thúc của cái phần thân dày nè, ta có cái chân mũi dời và chân móc mình móc mũi dời vào đó, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân mũi dời một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chân móc ta móc mũi dời vào đó, cũng móc một mũi kép đơn ha. Sau khi đã móc được đến chân móc mà mình đánh dấu, thì cái phần dây quai ở phía sau này nè, nó sẽ nằm ở 1/3 so với phần mặt đế giày len. Và nó nằm ở phía gót giày nha. Và nó sẽ thẳng hàng với cái mũi móc đầu tiên mà mình bắt đầu móc của phần quai này ha. Hai cái chân móc ở cái phần đuôi nè, các bạn chụm lại cho mình thành một chân. Thì lúc này nó sẽ tạo cái độ bo ôm lại để ôm sát vào phần gót chân của bé, cho cái phần thân giày của mình nó không có bị tuột ha. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể luồn qua cái phần bên kia cài vào cổ chân của bé ha. Ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 16 mũi móc xích. Sau khi đã lên được 16 mũi móc xích thì cái sợi dây này nó sẽ giúp cho mình có thể quàng qua phía bên kia để mình cài vào điều chỉnh cho vừa với phần cổ chân của bé nè. Thì từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Đâm kim vào chân móc thứ 16 và móc vào đó một mũi kép đơn. Tiếp tục chân thứ 15 cũng móc cho mình một mũi kép đơn ha. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 16 mũi kép đơn và 16 chân móc xích. Thì mình vừa hoàn tất được 16 mũi kép đơn và 16 chân móc xích ở bên dưới. Để kết thúc cái phần dây quai này, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chân móc mà ta móc mũi kép đơn cuối cùng ở cái phần thân bên dưới, móc vào đó cho mình một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc, thì mình sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên phải. Đây sẽ là chiếc giày ở bên phải ha, ta sẽ có cái phần cài nút quàng qua bên phải nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc chiếc giày ở bên trái. Thì ở đây mình cũng có chuẩn bị sẵn một cái phần thân giày như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần dây quai cho chiếc giày bên trái nha. Từ cái chân móc mà mình kết thúc của cái phần thân giày này, các bạn cũng đếm ngược ra cho mình 7 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Cũng đâm kim vào chân thứ 7 ha. Sau đó kéo sợi len qua chân móc thứ 7. Khác với chiếc giày bên phải, mình móc lên 2 mũi móc xích trước. Thì đối với chiếc bên trái, các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 16 mũi móc để tạo cái phần dây quai trước ha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15 và 16. Khi được 16 mũi móc xích thì tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Sau đó đâm kim lần lượt vào chân 16, móc một mũi kép đơn nè. Tương tự chân thứ 15 cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến khi ta được 16 mũi liên tiếp. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Ở những cái chân móc cuối cùng của hàng móc á, ta có cái sợi len thừa này nè. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng, các bạn móc cũng giấu cho mình sợi len vào trong mũi móc nha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Đây, ta sẽ tiến hành móc giấu vào trong mũi móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc được 16 mũi kép đơn vào 16 mũi móc xích để tạo cái phần dây quai rồi, thì các cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như cái chiếc giày ở bên phải nè. Chân ta bắt đầu móc phần dây quai, móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Lưu ý là ở hai chân móc của phần gót giày cũng chụm lại cho mình thành một chân. Và móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến khi nó thẳng hàng với cái mũi đầu tiên mà ta móc nè. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được cái phần dây quai ở phần thân sau và cũng chụm lại hai mũi thành một mũi ở bên trên nè, cho cái phần gót giày của mình được bo lại. Và điểm ta kết thúc cũng nằm thẳng hàng với cái chân móc đầu tiên mà mình gây nên phần dây quai. Thì để kết thúc cái phần dây quai này, các bạn tiến hành móc lên cho mình hai mũi móc xích. Và cũng di chuyển kim đến chân móc mà ta móc mũi kép đơn cuối cùng á, móc một mũi dời. Sau đó lên một xích, kéo vào cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên trái như thế này ha. Đây, ta sẽ có cái phần dây quai cài qua bên hông như thế này. Sau khi đã hoàn tất được phần thân giày thì tiến hành dùng keo nến hoặc là keo chuyên dụng để dán giày á, các bạn sẽ dán lớp đế xốp vào trong mặt đế giày len cho mình. Thì ở đây mình đã dán sẵn lớp đế xốp vào trong mặt đế giày len ha. Clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dán và bo ôm để phân biệt chiếc trái phải. Và ở hai bên hông cũng may cho mình hai hạt nút để mình có thể cài điều chỉnh cho vừa với phần cổ chân của bé ha. Chúc các bạn thành công!